Cheers. Oh, God, I get in here. They said. Are you ready? Yeah. Hôm nay mình đi ăn buffet chỗ lai mọi người ơi. Your belly. Yeah. I just ate porridge today. Oh my God, why would you eat? Do it when you, if you're gonna go. But I'm so hungry. You don't eat. Yeah. Like sorry. Yeah. Chỗ bên kia là buffet nha mọi người, ở trong casino ha. Bây giờ mình sẽ qua đó lấy đồ ăn nha. Đây là quầy bánh này mọi người. Kem. Ở trong đây là hình như 75 đô một vé đó. Nhưng mà hôm nay sếp bọn mình trả tiền cho nên là mình ăn thoải mái luôn. Đây là quầy bánh ngọt ha. Rất là đông luôn đó mọi người. Xem thử có đồ ăn gì nha. Đồ hải sản nè. Kim, what you get? Paella. Yeah. Để mình lấy đĩa, không biết ăn gì luôn. Thì ra cũng không muốn ăn lắm đó mọi người. Hôm nay cũng không có đói lắm. Hồi trưa về thì có ăn một chút rồi. Bên đây là có hải sản tươi sống nè. Trời, cái iPhone này quay đẹp ghê á mọi người. Hôm nay mình không biết ăn cái gì hết. Chắc ăn nhẹ nhẹ thôi. Shaila, Sophie, what you have? Khá là đông quá mọi người. Rồi đây là đồ hàu tươi sống nha. Để mình đi dạo một vòng xong rồi xem thử nên lấy cái gì ăn. Không biết ăn cái gì luôn. Đồ ăn kiểu Trung Quốc này, thịt gà, thịt vịt ha. Nó mình thấy cũng giống tương tự các buffet ở nhà hàng 5 sao á. Nhưng mà rất là nhiều đồ hơn. Chắc là mấy trăm món á. Đây là có sủi cảo này. Dạ, đồ ăn kiểu Tây cũng có mà Nhật cũng có. Đây này mọi người. Sushi rồi. Liam, I don't know what to get. Oh, start with the sushi. Sushi's the way to start it, yeah. Okay. Các mình sẽ lấy một ít sushi đi. Nathan, I'm video for my YouTube. Hey yo, what's yeah. up? What's up, dog? Say something. Luna is amazing. Thank you. Sushi. Lấy cho chị. Rồi, cảm ơn em. Bánh bao hả? Ừ, lấy giùm chị đi. That steam bao bền. And dumpling. No. This is salted egg yolk. Oh, nice. That's good. Ngon ha. Để ăn thử đi. Em ăn được thịt cừu không? Hi, can I have just a little bit? Yeah, that's much. Ăn thử thịt cừu xem nhớ như thế nào. Thank you very much. Okay. À, mình lấy đồ ăn mình ăn thử nha mọi người, mỗi thứ chút ha. Thì có bánh mì nè. Đây là dumpling sủi cảo nè. Đây là đồ ăn Mexico nè. Đây là sò hay là hàu á. Đây là đồ ăn Trung Quốc, là vịt quay ha. Thịt cừu ăn thử nè mọi người, chưa bao giờ ăn thịt cừu nè. Đây là khoai lang nha. Bánh bao nhân trứng ha. Cá, rau, với lại một
một ít đồ ăn Ấn Độ. Đây là món ăn đĩa, món ăn toàn cầu. Giờ mình sẽ ăn thử xem thử ngon không nha. Đồ ăn này ngon lắm mọi người ơi. Buffet mà thấy cái đồ rất là ngon nha. Second round, yeah, they're doing. I'm going for second round. Cá I'm just joking. And McDonald's downstairs. That's after, that's dessert. Okay. Do you wanna try something else? Cái này không muốn ăn mà tự nhiên ăn xong ăn vài miếng thấy cái vị nó rất là ngon nha mọi người. Nó là hợp khẩu vị luôn á. Mọi người có thể tới đây ăn thử ha. 75 đô một vé buffet nha. Nên nhớ là đặt vé trước ha mọi người. Mọi người gọi để đặt chỗ trước. Bởi vì mình thấy rất là đông á. Nhà hàng buffet này tên là Atrium nha mọi người đó. Thì đây là đồ uống menu riêng, không có bao gồm trong buffet ha. Nhưng mà mình thấy giá cũng không có mắc đâu nha mọi người. Có rượu nè, cocktail nè. Mọi người nhớ khi mà đi vào mà muốn uống mấy cái này thì nhớ mang theo chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe nha, để mà mình mua được á. Đó. Giá cũng khá là ổn nha mọi người. 15, 20, 30 ha, không có đắt đâu. Mình xem. Chỉ có chạc 10% thuế phí vào ngày public holiday thôi. Ngày mai là ngày lễ đó mọi người, ngày Australia Day. Nhưng mà hôm nay thì không có chạc nha. Đồ uống mình thử hồi nãy uống rất là ngon luôn á. Set up rất là được nha mọi người. Đây là quầy dessert nha mọi người. Đó, tráng miệng. Ô, cái đó là cái gì vậy? Cho chị thử một cái đi. Rồi. Ăn nào? Cái gì ở mini spring roll nhưng mà sweet. Nó gì ở cái Thôi, no. Cái đi, thôi không? Ok. Nhiều quá hả? Cái này nè. Yes. No, cái thảo lực. Ice cream. Kem. Trời ơi, bánh dễ thương quá à. Sao mày dễ thương quá vậy? Đây là kẹo dẻo hả? This is pretty sweet, yeah. Literally. Còn nữa hả? Ồ, có bọng ngô rồi nữa nè. Đây, custard. Whipped cream này, chocolate sauce, and apple crumble. Oh, that's awesome. You like it, Nathan? Yeah, that was good. Try that one. Yeah. Ngọt lắm à, thôi. Ôi, cái này giống cái bánh pudding này ghê á. Ok, cũng ngon lắm. Thôi. Ở trên ở đây nó có một cái giống như kiểu cái phun sô cô la ấy, mà phun này không có. Cái chi đâu rồi? Kem ở đây ngon không anh? Kem này, có mấy cái ăn không? Dạ. Ăn này đi rồi, tí với lại kem. Ok. Tên kia là chocolate fountain. Dạ. Dạ, đây đối hết gì chị? À, chocolate fountain nữa hả? Muốn này không? Thôi, đủ rồi, nhiều rồi nè. Ok, let's go. Cho cái tô nha. Cho cái tô đi. Cái nào ngon em? Sô-cô-la hay là sô-cô-la ha? Hay là xoài? Cái này just in the bowl. Can I get macadamia ice cream? And some chocolate. Đấy, lấy hai cái gì chúng ta. Ok. Thank you. Đây. Trời ơi, ngon quá. Vâng, chị ấy phải lấy ở đâu cái kia với. Ở đây phải lấy. Không muốn không? Hình như đó cái mũ trên đó. Em lấy cho. Ok, thank you em, đi thôi. Em ăn gì nữa không? Một điều rất là lạ lùng nha mọi người. Ở đây á, Trung Quốc hoặc là ở Úc đây nè mọi người, là 5 con thỏ nha, không phải 5 con mèo.
Có ai biết vì sao giải thích cho mình với hình như 12 con giáp ở đây không có con mèo á mọi người. Nè, hình con thỏ nè. Rất là lạ luôn. Bây giờ sẽ đi vào trong casino xem thử như thế nào nha mọi người. Chưa bao giờ vào đó luôn. Là chơi mấy cái máy ở trong đó hả? Không, chơi vậy chơi. Chơi bài á. Chơi chơi chơi. Không biết chơi. Em vô đây thôi hả? Vô nhiều. Ghê vậy. Có thắng lần nào chưa? Em vô để ăn thôi. Vô chơi rồi nhưng mà em có là chơi thì xíu xíu rồi. Trong đây nhiều máy ghê. Trong đây có giới hạn độ tuổi không? Nhỏ nhỏ quá. Vậy mấy đứa nhỏ nhỏ không được vô hả? Really?